Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM tổ chức hội thảo Malaysia, thị trường xuất khẩu tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam sau COVID-19, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia nắm bắt cơ hội hợp tác kinh doanh. Tại hội thảo, các chuyên gia đã khái quát tình hình hiện nay của các doanh nghiệp tại Malaysia, xu hướng thị trường nhập khẩu vào Malaysia, giới thiệu các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn hậu COVID-19, chương trình khảo sát thị trường Malaysia, chương trình triển lãm sản phẩm Việt và hội nghị kết nối với nhà mua hàng tại Malaysia 2021, dự án chợ Việt Nam tại Trung tâm Giao dịch hóa Việt Nam Sỉ và Lẻ tại Kuala Lumpur. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tỷ trọng trao đổi thương mại với Malaysia cao so với cả nước. Năm 2019, giá trị xuất khẩu của thành phố sang Malaysia đạt 776,6 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng hơn 20% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu từ Malaysia của thành phố đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 27,3% tổng giá trị nhập khẩu của cả nước từ quốc gia này. Malaysia là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN sau Thái Lan và Campuchia.